nồi dữ vậy? Nói cái gì đó? Ba 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 ba. Nói gì đó? Nói lại coi. Ba 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 ba. Nói gì không hiểu gì hết trơn hết. Hey, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của Suna FY và NASA. Hello. Bạn ơi. Ê. Đi đâu vậy? Cà Mau. Gì vậy? Về đó đi cầu cá tra cái lên lại. Ai mà nhoi dữ vậy? NASA. Tới sân bay rồi NASA ơi, vui quá trời quá đất luôn. Mẹ với NASA say xe. Còn mình đây, mình là tài xế hay đi xe nhưng mà vẫn say xe các bạn ạ. À, sân nè, chỉ có những lúc này mới trân trọng tài xế Nguyễn Hữu Sang thôi các bạn ạ. À. Trời ơi cưng quá dạ. Rồi cái mỏ kìa, chè chè nó chá trừ. Nói cái gì đó? Ba 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 ba. Nói gì đó? Nói lại coi. Ba 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 ba. Nói gì không hiểu gì hết trơn ơi. Thôi đi ông ơi, việc súp giùm hộ ơi. Như vậy là từ lúc mà cưới nhau đến bây giờ thì đây là lần thứ 3 mà gia đình mình về quê của Suna. Thì các bạn biết đấy, trộm biết là bé NASA đi xe không có quấy khóc hay là cũng không có bị say xe luôn. Bé rất là khỏe luôn nha mọi người. Còn mình thì đi xe mệt muốn chết luôn, đi xe mà muốn tiền đình luôn các bạn ạ. À. Chắc có lẽ là mình chưa quen chiếc xe điện á, nên là mình đi xe điện mình cảm thấy nó hơi mệt hơn so với lại là xe xăng á các bạn. Đó, mình là tài xế mà mình còn bị say xe nữa, huống gì là người nhà mình luôn các bạn ạ. À. Nhưng mà tôi phải công nhận rằng bé NASA trộm biết là không bị gì hết. Rút kinh nghiệm từ những lần trước đi máy bay, NASA hơi bị khuấy khóc tại vì do thay đổi áp suất khí quyển hay sao đó, nên là NASA khóc rất là nhiều. Nên là trước khi mà đi máy bay á, thì mình với lại là Suna đã cho NASA chơi 4 tiếng đồng hồ các bạn ạ. À. Đấy các bạn thấy đấy, chưa lên máy bay mà NASA đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Và thế là mình phải bồng NASA từ cái lúc mà lên xe buýt đến cái lúc lên máy bay luôn. Tiếc là NASA không được ngắm những cái lúc mà máy bay bay lên, tại vì lúc đó là NASA sợ nhất luôn các bạn ạ. Đấy, thì đến chặng khoảng tầm bay gần tới Cà Mau thì NASA cũng vừa dậy luôn, nên thế là bé được ngủ một giấc đã đời trên máy bay và sau đó xuống máy bay mới thức dậy. Thế là mình không cần phải dỗ này nọ nữa. Nếu là các mẹ mà có bé thì nhớ cho bé chơi cho xả láng khoảng tầm 4 tiếng trước khi mà lên máy bay hoặc trước khi đi đâu đó, thì khi mà lên xe hoặc lên máy bay thì bé sẽ ngủ một giấc cho tới nơi luôn. NASA ngủ rồi đó. Ngủ mất tiêu à. Ngủ đi chứ không thôi thức dậy quậy lắm. Quậy chịu không có nổi, xin lỗi anh chịu không có nổi. Đây là khoảng khắc đi chơi có con và đi chơi không có con. Đây là đi chơi có con. Đây là đi chơi không có con. Đây thoải mái vô cùng luôn. Còn đây thoải mệt vô cùng luôn. À, mình có một cái thói quen là mỗi khi mà lên máy bay á, là mình sẽ lấy máy ra mình quay time lapse, quay một cái hành trình mà máy bay từ cái lúc mà bắt đầu cất cánh đến cái lúc bay lên và mình được nhìn cái thành phố Hồ Chí Minh ở phía trên cao, và sau đó là bay lên thêm một tầng mây nữa, là bay lên trên những cái tầng mây trên cao á, thì mình được nhìn những cái tầng mây nó xếp chồng lên nhau rất đẹp luôn các bạn ạ. Và tiếp tục thì bọn mình lại đáp cánh xuống, nhìn thấy thành phố Cà Mau ở phía trên cao, nhìn nó rất là nhỏ xíu luôn các bạn ạ. Nhưng mà đến khi mà đáp xuống dưới rồi, đi xuống dưới rồi và chạy vòng vòng thành phố Cà Mau thì thấy nó rất là rộng lớn ha. Tay hư nha NASA. Hồi mình tới sân bay Cà Mau rồi nè. Ồ mát, đúng là sân bay Cà Mau mát. Lâu ngày không đi sân bay Cà Mau, đi lại vẫn thấy sân bay Cà Mau bình thường, không có gì hết á. NASA. Đi về luôn, tối tại về đi nhớ vài tiếng. Quê NASA. Quê. Bọn mình về tới nhà rồi.
có hai con chó. Con này là con chó già, còn con này là con chó nó không biết mình là ai hết. À, ta da. Còn con đây là con nấm. Nấm ơi. Nấm. Ủa sao nấm nấm dính ghẻ vậy? Nấm bị bệnh hả? Nấm bị sà mâu rồi. Bị sà mâu rồi. Chắc bị con gì cắn á. Ba coi coi. Ba coi coi nấm ơi. Trời ơi, cái mặt kìa bị sà mâu rồi. Nấm nó bị bệnh rồi các bạn ơi. Một thời gian rất là dài rồi NASA không có về quê, nhưng lần này về quê thì gặp bà cố ngoại thì cũng không bị lạ các bạn ạ. Cũng để cho bà cố ôm rồi dẫn đi chơi vòng vòng này nọ, vui lắm. Bà cố mà gặp NASA trời, bà cố mừng lắm. Ở trên Sài Gòn thì chỉ có gọi Zalo hoặc gọi Messenger để mà gặp NASA thôi. Bây giờ bé được trên tay vui muốn chết luôn. Ngày nào bà cố cũng bế NASA đi vòng vòng hết á. Thấy NASA về chắc là con nấm với lại cái con chó màu trắng và con chó màu nâu này nó chắc ghét lắm. Tại vì nó sẽ không được thương như những ngày mà không có NASA về. Ở đây người ta có bán bắp xào với lại hột gà nướng. Đây. Gì vậy? Hả? Lẫm cái gì vậy? Lẫm mình luôn đi. Ui có chân này. Lucky, lẫm ông Lucky. Hai vợ chồng tôi ra đây ăn giặt ngoài đường các bạn ạ. Ngon. Có miếng rau răm. Rau răm. Rau gì? Rau răm. Rau răm. Trứng này ngon. Ngon. Quá hấp dẫn. Hôm nay hai vợ chồng mình rảnh rỗi, lấy xe máy ra đi chơi, đi lạng xung quanh Cà Mau. Cà Mau nè các bạn. Thấy chưa, các bạn thấy Cà Mau chưa? Cái gì giống đảo? Đúng Cà Mau luôn. Bọn mình hết chạy xe ở ngoài đường rồi. Bây giờ bọn mình vô trung tâm thương mại chơi. NASA ơi. Good. Good. Ai đây? Cười đồ. Rồi, không thèm nhìn luôn. NASA giận em rồi đó. Bây giờ thì bọn mình sẽ vào trong đây để chơi. Chưa gì mới vô là đã lên xe rồi đó. Lên đồ. Đúng bài. Rồi rồi rồi. Bình thường thấy ba lái rồi, bữa nay dữ rồi. Đó. Lái xe đi con, đó, lái đi, lái đi. Thấy chưa, đúng thấy chưa. Lăn bánh nữa, lăn bánh. Rồi, lái về Vũng Tàu đi. Về Vũng Tàu luôn, bóp kèn đi con. Đủ kiểu. Bóp kèn đi. Đó, 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 đó. Rồi, bóp kèn đó, đúng rồi. Tí nữa nằm lái đi nha. Phê rồi, phê rồi. Phê, phê, đi cho khác lên. Người ta đang nhập tâm á, không chịu. Cái gì vậy ông nội? Qua bên đây lái này, qua xe bên này nè. Cái gì vậy? Nằm lái luôn. Đi nha, đi thầy. Anh nhìn cái mặt chề cái môi như vậy. Thua luôn các bạn, nhỏ nhà mình khoái chiếc xe này rồi, không muốn đi đầu hết luôn á. Bạn chơi số ve không vậy bạn? Nhìn nó ngồi chưa? Bây giờ tới chiếc xe thứ hai, anh chạy con. Anh đi xe máy, đi xe hơi thôi. Chụp được có một tấm mà chụp nhiều tấm vào. Rồi ok, 50 đưa tiền đây. Anh đâu? Quá đã luôn. Mát quá kìa. Cứu ta, cứu ta. Nhìn mặt không vui vậy đó. Bây giờ bà Suna bắt đầu leo lên, chuẩn bị trượt. Trời ơi, trượt đầu luôn. Rồi, trượt đi. Bé không được đi ngược chiều. Nhưng bé này lạ lắm các bạn ạ. Bé không đi ngược chiều, thầy cho thằng bé đâu. Ok. Ủa Son ơi, đu dây mà đâu rồi? Trời đất ơi, bà té nằm ở dưới. Không biết là tôi với
Juna dẫn con đi chơi hay là con dẫn tụi tôi đi chơi nữa các bạn ạ? À? Rồi ngồi thiền đi. Ngồi thiền. Help! Tiếng miệng chóng mặt quá. Rồi rồi, lên lên. Một đi. Đúng. Rồi. Né 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 nè, chuẩn bị nè. Một. Chúng chúng nè. Hai, ba. Đã quá mọi người ơi. Kinh. Kinh à. Bác kêu kìa. Đây, chữ này là chữ NASA nè, thấy chưa? Còn thiếu màu đỏ nữa, màu đỏ ba sẽ trang trí xung quanh nè. Mất cả tiếng đồng hồ để sắp cái này các bạn. Gớm rồi. Xạo kè. Lắc lắc lắc. Nhoi ghê á. Các bạn ơi, máy mình gần hết pin rồi, nhưng mà mình không có đem cục sạc theo, nên là chắc clip kết thúc tại đây thôi các bạn ạ. Bữa sau mình quay nhiều thêm nữa các bạn. Bye bye mọi người nha, bye bye đi, bye bye khán giả đi các bạn. Thôi bye bye được rồi. Ngày thứ hai thì bọn mình dẫn NASA ra ngoài Vincom chơi. Thì ở trong Vincom nó có cái khu trò chơi cho em bé. Mà hồi đó mình có chui vô cái khu này đâu. Tại vì hồi đó làm gì có con mà chui vô. Thế xong rồi có NASA rồi thì phải dẫn nó vào đây chơi. Còn nhà banh thì nói chung là cả mình với Suna với lại là NASA rất là thích nhà banh luôn. Mà đúng hơn thì là mình thích nhà banh các bạn ạ. Không biết sao mình chui vô cái nhà banh mình cảm thấy rất là đã. Mình cảm thấy được chơi xả láng à. Vô nhà banh mà không thấy NASA chơi đâu, thấy toàn ba nó chơi không à. Các bạn biết sao không? Tại vì phải có một cái lý do nào đó mà ba nó chơi cái nhà banh này nhiều. Tại vì là thực ra là hồi nhỏ ba nó không có được chơi nhà banh các bạn à. Tuổi thơ bất hạnh nó là như thế á. Thế là lớn lên á, nên là mình có điều kiện, mình có cơ hội rồi mình chơi nhà banh. Mình cảm thấy nó sướng, kiểu bù lại cho tuổi thơ bất hạnh. Nói vậy thôi cho NASA cũng được chơi nhiều lắm chứ bộ. Nếu như mà ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy các bạn à. Chỉ có ăn xong rồi chơi, chơi xong rồi đi ngủ. Trẻ con chỉ có vậy thôi. Đôi khi người lớn của mình cần một phút được như trẻ con các bạn ạ. Nhưng mà do cuộc sống mưu sinh các bạn, cơm, áo, gạo, tiền, cùng với đó thì phải đi làm tất bật một ngày 12 tiếng. Thậm chí có nhiều gia đình á, cả ba, cả mẹ đi làm rất là nhiều luôn. Thời gian dành cho con rất là ít. Nên là những cái buổi như thế này mình thật sự rất trân trọng luôn các bạn ạ. Đó. Mình cũng đi làm, nhưng mà cái thời gian của mình làm nó chiếm cái tỷ trọng ít hơn. Thì nói chung là một ngày của mình giống như một ngày 8 tiếng đi làm đi, thì mình làm tranh thủ mình làm khoảng tầm 6 tiếng là cùng thôi. Còn thời gian còn lại thì mình dành cho con mình hết. Tại vì mình biết rằng á, cái thời gian này nó trôi qua, thì về sau này mãi mãi và về sau này các bạn sẽ không bao giờ lấy lại được một cái khoảnh khắc nào ở tại thời điểm hiện tại mà NASA đang chơi với mình cả. Đang chơi thì có bạn fan nhỏ chạy tới chụp hình với mình, cầm điện thoại lên chụp một tấm xong đòi đi. Cái mình không chịu, mình nói chụp gì mà được có một tấm mà, cái xong mình chụp đầu lại, mình chụp quất quất ta như cái máy phát cỏ luôn các bạn ạ. Bà Suna thì bà khoái chơi nhà banh còn hơn NASA với tôi nữa các bạn ạ. Ghiền chơi lắm mà bày đặt á các bạn ạ. Chơi mà không thèm quan tâm cái biển cấm, người ta cấm đi ngược lên cái cầu trượt luôn, còn chui lên nữa, thấy không? Người lớn gì mà không có ý thức, ý tha gì hết trơn á trời à. Hello mọi người, hôm nay bọn mình sẽ xuống sông Đốc, xuống nhà bà nội chơi. Bây giờ Suna, Suna. Suna, NASA. NASA đâu? NASA ngóc đầu lên ra NASA. NASA xuống nhà cớ chơi nè. Chơi nè. Đây, cha con nè. Nhà bà cớ nè. Mặt kìa. Bà cớ nội. Không gà ở nhà bà cớ ngoại. Bà cớ nội. sắp thành thanh niên rồi đó nha. Các bạn nếu nhà có ai mà có con gái thì có thể là đặt chỗ trước đi nha. Gửi gạo cho nhà mình trước đi nha. Nhớ nha. Comment xuống dưới á. Đây đó, đẹp trai chưa? Đấy. Trời ơi. Sao mà khó chịu dữ vậy? Nếu như mà các bạn có con á thì hãy để con ngủ trước khi lên xe. Chứ không thôi leo khắp xe luôn rồi. Hay chưa? Và các bạn biết không, đợt trước thì mình đã đi giới thiệu chuồng với bạn rồi. Nhưng mà đợt trước thì bé NASA chưa thấy chuồng. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn NASA đi xem chuồng nha các bạn. Đây,
Ở đây là chuồng con nè các bạn, chuồng nhỏ xíu luôn đó, chuồng con nè, đang ngủ nè. Ê, có con đang lò đầu ra nè đó. Đây là con chuồng con, mình thấy không đó, dám đút tay vào cho nó cắn không? Ôi, thấy chưa? Rồi, đi qua đây thì chúng ta sẽ có con chuồng mẹ. Mấy chuồng này ỉa cứt thúi lắm các bạn. Đã sao thấy con chuồng mẹ chưa? Đó, một nguyên đàn chuồng mẹ luôn. Đó, cho Na Sa nghịch chuồng. Na Sa thích nghịch chuồng không? Đó, chuồng, chuồng ơi, con chuồng này bị gì rồi nè? Chuồng này bất tỉnh rồi. Con chuồng này, đó, móng tay, ui cái móng tay của nó kìa. Ui. Đợt trước về thì mình cũng dẫn Na Sa đi tham quan mấy con chuồng ở đây rồi các bạn ạ. À. Mà đợt trước lúc đó thì Na Sa vẫn còn bé lắm nên là chưa có biết gì nhiều đâu. Thế nên là đợt này quay lại gặp lại mấy con chuồng này, có lẽ là mấy con chuồng này quên mình hết rồi. Nó không biết mình là đợt trước ghé qua gặp nó, hay là có lẽ nào đây là mấy con chuồng mới. Có lẽ là như vậy các bạn ạ. À. Na Sa rất là thích chuồng luôn các bạn ạ. À. Nhìn thấy giỡn với chồn nè, đó cười ha ha đã quá mà. Bắt con chồn ra là cho nó sao. Sao ở đây có bạn chồn chút ép nè. Ồ quá trời rồi. Thấy chưa, hết cười luôn. Ui, ở đây cũng có một con chuồng siêu to khổng lồ nè. Wow, đây là chuồng con nè. Đó. Đợt trước anh em mình đã kết làm huynh đệ. Bây giờ, ấy á, bây giờ anh em mình sẽ cắt múa ăn thờ. Bây giờ anh em mình đổi lại đi. Bây giờ Na Sa là ba của ba đi, còn ba sẽ là con của Na Sa, được không? Được không ông thần? Ông thần, trời ơi, chịu hết nổi à. Làm gì đó? Ổn không bạn? Ngồi ở sau đã vòng rồi, bước cho con ở phía sau nữa, vòng nữa. Mình đi chơi đã rồi các bạn à, và bây giờ đi về. Hai mọi người, và buổi tối hôm nay mình cùng với Suna với lại là em của Suna đi ra Vincom chơi. Hơi bị vui, uống cà phê ở đây rất là mát luôn, mát đắt. Uống cà phê là chín, ngắm chai là 10. À hả, đâu, ngắm cái là 10. Wow, cây Noel to chưa các bạn? Quá chừng luôn. Cây Noel to và tròn nữa. Chuyến hành trình về quê của bọn mình kéo dài đến một tuần lận. Nhưng mà do mình bị lười quay các bạn ạ, mình toàn đi chơi thôi. Với lại là có những ngày mà ở nhà dọn dẹp á, không có cái gì quay á, không lẽ quay mình ngồi mình dọn dẹp cho các bạn xem, hay là mình ngồi đọc sách quay luôn. Nên là mình quay những cái gì mà nó hay hay nhất thôi. Còn những cái mà nó kiểu như bình thường mỗi ngày thì mình hạn chế, mình cũng không quay nhiều đâu. Với lại là có những ngày mình đi vào trong Vincom mình coi phim, cũng như là đi chơi những cái game city này nọ đó, nên là cũng quên, ngày đó quên cầm điện thoại theo quay. Rồi tối lại uống cà phê rồi này nọ nhiều lắm chứ bộ. Nhưng mà quay những cái kỳ chính thôi. Đi về dưới đó thì thăm bà cố ngoại nè, xong rồi thăm bà cố nội nè, rồi đi vòng vòng ăn tiệc, ăn này ăn kia đủ các kiểu. Xong rồi sau đó lại là về lại Sài Gòn các bạn ạ. À. Một chuỗi ngày bình thường nhưng mà mình cảm thấy rất là vui luôn. Gia đình mình cảm thấy rất là vui vì có những cái chuỗi ngày bình thường để được dừng lại và kết nối với những người thân, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tám chuyện, cùng nhau ngồi đó xem phim, làm đủ thứ chuyện trên đời, làm cái gì cũng được, miễn sao không phải là làm việc là được rồi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip vlog của mình lần này, và đừng quên để lại cho mình một like và một lượt chia sẻ.
Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký nha. Và đừng quên comment những cái gì các bạn yêu thích hoặc những câu nói thân thương từ các bạn gửi đến cho Apple Pie, hoặc là những câu hỏi thì nhớ comment ở phía bên dưới clip này nha. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.